mỗi ngày đều là như thế. Ước muốn có một sinh thời và khó khăn đều không nản lòng. Cho xin nhạc nhạo, cho xin nhạc nhạo, biết rồi. Thôi, em diễn kim mà lại được. Được. Thôi, thật sự là không gì có thể đánh đổi được. Bây giờ cho Minh Hằng có thể giàu hơn nữa, nhiều hột xoàn hơn nữa. Nhưng Minh Hằng chắc chắn là sẽ không bao giờ mà yêu thích và cũng như là trân quý bằng những khoảnh khắc như lúc này. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Các bạn thấy đó, fan dễ thương vô cùng, viết lời cho bài hát này. Chúc mừng sinh nhật cho Minh Hằng. Có bao nhiêu fan lấp lập được điều đó? Đây nha, còn chưa anh máy là máy nè, thấy không? Em cắt máy là nguyên đám cắt máy hết anh thấy không? Cái ai nói em cắt máy là đẹp lắm không? Mà cái máy đó của em là em cắt theo cháu em. À. Em thiêu cháu em quá, em cắt theo cháu em xong rồi các bạn MC cắt theo em hết luôn. Cái máy được chứ thương. Dễ thương không? Dễ thương. Mà giờ mồ hôi chèm nhẹp thấy ghê chết luôn vậy? À. Cảm ơn rất là nhiều fan điều này. Vỗ tay các bạn ơi, vỗ tay luôn. Trời ơi, thương quá. Vui mà không ngờ là các bạn đã đăng ký vào rất là đông và
đông quá, công sức tưởng tượng mà mình không thể nào mà tưởng tượng nổi. Và thật sự đó mình biết là mấy năm nay thật sự là vẫn còn rất là nhiều người yêu thương mình, và mỗi lần làm một cái sự kiện như vậy thì mình lại có nhiều động lực để làm việc nhiều hơn. Và mình biết là ở đâu đó ngoài kia có rất là nhiều người đang dõi theo những cái bước đường sự nghiệp của mình. Dạ, vậy thì chị có thể chia sẻ là đây là lần thứ mấy mình học fan và cái ý tưởng của lần học fan này là gì ạ? Hầu như năm nào bên Hà cũng học fan hết, nhưng mỗi năm là mỗi khác. Có năm đó thì là tổ chức đi từ thiện cùng với lại tất cả các fan đến Cần Thơ, rồi đến những cái tỉnh lân cận xa. Rồi có năm thì mình đến các trường đại học để học fan. Rồi có năm thì mình làm, nói chung là rất là nhiều hình thức, và đưa các bạn đi đến Vũng Tàu để mà chụp những cái bộ hình và các bạn ban điều hành nữa. Nên là nhưng mà năm nay là năm mà Minh Hằng đầu tư chỉnh chu nhất, có thể nói là làm mọi thứ nó muốn thật là hoàn hảo và perfect, từ khâu teaser đến trailer đến photo book, rồi mình làm tất cả mọi thứ. Sau đó là có một buổi đi ăn nữa, vì Hằng muốn cho mọi người thấy là như Hằng chia sẻ là tình cảm của fan dành cho Hằng từng là những điều đó nó trong sáng và nó không có vụ lợi. Và bấy nhiêu hôm nay Hằng đã nhận được từ các bạn quá nhiều, và là lần đầu tiên Hằng trả lời cho tất cả các bạn, muốn dành cho tất cả các bạn những cái sự tôn trọng nhất nhất định, vì mình biết là mình muốn nói cho các bạn biết là Hằng vẫn biết tất cả những tình cảm đó. Lý do vì sao mà mình không thường xuyên tiếp Lý do thì rất là đơn giản là vì Hằng các bạn đã yêu thương mình quá nhiều nhưng mà lại không có nhiều cơ hội để gặp. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều fan ở Hà Nội, ở Cần Thơ, ở Đà Nẵng, ở Huế, ở Bình Định, ở Nha Trang. Nói chung là các bạn phải tự đi xe vì các bạn không kinh phí để mà có thể đi máy bay, mà các bạn phải đi xe từ rất là nhiều ngày trước đến đây, vừa mệt vừa đói cho các bạn vẫn đến, mà với trong cái không khí thì nó hơi nóng thật đó. Chính vì thế thì mình nghĩ là các bạn đã cho mình quá nhiều rồi, nên là mình không thể nào mà cứ bỏ lơ các bạn mà không dành cho các bạn một cái buổi tiệc thân mật để cho các bạn thấy là Minh Hằng vẫn rất yêu thương các bạn. Dạ, lúc nãy thì chị có chia sẻ ở trên sân khấu rồi, nhưng mà chị có thể chia sẻ lại một lần nữa là cái ý tưởng khi mà mình thực hiện cái photo book. Cái ý tưởng thực hiện photo book thì Minh Hằng đã có từ ý tưởng rồi. Khi mọi người mình nghĩ là mình sẽ phải làm cái cuốn photo book nó như thế nào, một ngày của Minh Hằng, hay là nghĩ ra nhiều ý tưởng lắm. Rồi ví dụ Minh Hằng đi du lịch hay là Minh Hằng như thế nào đó, xong rồi cuối cùng là cuộc đời của mình nó gắn bó với cái mình nhiều nhất. Và Hằng khi mà mình tự đặt câu hỏi đó, mình nói chị ra cuộc đời của mình đã gắn bó nhất là nhà hát, là những cái ghế và cái sân khấu, và mình đã yêu thương, hầu như là mình đã có dành 15 năm cho cuộc đời của mình. 15 năm trong một tuổi thanh xuân thì nó không phải là con số ít, nên là tất cả những cảm xúc thăng hoa, buồn, khổ, nước mắt cũng có, nụ cười cũng có, và cả những cái ưu ức, tất cả mọi cái nó đều nằm ở trên sân khấu. Chính vì thế cái sự trải lòng này của Hằng dành cho nhà hát. Dạ, lý do là vì sao chị muốn mọi người ở chị là Minh Hằng, chị là Minh Hằng? Tại vì nếu như là tôi là diễn viên thì mình chỉ được làm diễn viên, và nếu tôi làm ca sĩ tôi chỉ được làm ca sĩ, nhưng mà nếu là tôi là Minh Hằng thì tôi làm có thể làm tất cả mọi thứ. Và cái tham vọng của tôi nó không có nằm ở chỗ sẽ là diễn viên, sẽ không là ca sĩ, mà mình sẽ muốn là làm nhà sản xuất phim, rồi sau này cũng làm đạo diễn, rồi thế này. Mình rất là muốn, tại vì cả cuộc đời của mình cũng là mình chỉ gắn bó với nghệ thuật. Ngày hôm nay có thể thấy là chị xuất hiện với một cái ngoại hình với một cái mái tóc khác thì chị có thể chia sẻ một xíu về điều này. Trước khi mình làm cái buổi fan meeting này, mình hỏi là mọi người ơi, mọi người à, sao không? Cái buổi sinh nhật này thì mọi người muốn mình làm cái gì? Mọi người kêu là chị ơi chị cắt tóc đi, chị ơi chị làm này làm kia, thì nghe mọi người nói người đó cắt tóc thử thì biết sao. Với lại một phần đó là trong cái cuốn photo book đó, Hằng có, Hằng rất là một cái yêu thích cái một cô diễn viên ở nước ngoài là Aura Haven, và Hằng rất là yêu thích cô gái ấy. Có một cái khuôn mặt rất là hồn nhiên, rất là trẻ thơ, nhưng mà tự nhiên Hằng rất là yêu thích cái vai diễn của cô ấy, và chính vì thế Hằng muốn tạo hình của mình cũng hơi có một chút gì đó tương đồng ở những ngày bình thường, để con thấy là đôi khi có những người mà họ nhìn vào là thấy Hằng hay cười lắm, hoặc hay giỡn, hay hoạt bát, hoặc Hằng hay buồn đùa lắm, nhưng mà ở sâu bên trong con người mà hay hoạt bát buồn đùa đó thì cũng có rất là nhiều vô vàn cái tâm sự, và Hằng cũng cắt cái mái tóc để cho phù hợp với lại cái hình ảnh. Thì nãy em có thấy là chị cũng nói là một số bạn fan cũng đã cắt tóc theo mình, thì chị có thể chia sẻ cái điều này được không? Thật sự rất là bất ngờ luôn á, khi mà mình cắt tóc xong mọi người kêu là thôi cắt tóc này dễ thương quá, trẻ quá, nên là xong rồi có mọi người cái mình mới kêu là tại vì nhà Hằng có một người cháu, xong rồi Hằng mới nói là cháu tôi chuộng cháu tôi lắm, nên mà tôi cắt tóc giống như là hình tượng của tôi.
thế là các bạn phải đi cắt tóc giống hình tượng của các bạn, là các bạn cắt hết luôn. Trời, xong hôm nay mình chạy chương trình ở ngoài, xong khi mình hát xong rồi mình ra một team makeup đâu đứng đợi sẵn ở ngoài kia, là khoảng gần 20 bạn, các bạn đều có cái máy hết. Nó những cái thứ nó nhỏ như thế mà mình nghĩ là nó hạnh phúc vô cùng. Cho em hỏi đi một câu, là chị rất là thú vị với nhân vật mà chị vừa kể. Vậy thì cái nhân vật đó cũng là nổi tiếng trong giới thời trang. Về cái phong cách của cô thì cái phong cách của cô, phong cách thời trang của cô ảnh hưởng như thế nào với chị? Thực ra là phong cách thời trang thì Hằng cũng không có ấy, tại vì cô ấy là sinh ẩm của thập niên 60 nên là phong cách thời trang nó cũng hơi là cổ điển một tí. Và thật ra thì Hằng nghĩ là phụ nữ mà khi mặc đồ cổ điển vô thì chắc chắn sẽ rất là đáng yêu và rất là nữ tính. Vì bình thường thì Hằng chỉ mặc jean áo thun xong rồi mang giày sneaker, nhưng mà khi mà Hằng mặc cái bộ đồ cổ điển vào thì Hằng tự cảm thấy mình là một cô gái đầy nữ tính. Anh chính vì thế thì Hằng cũng rất là thích thời trang của cô ấy. Dạ, một câu nữa là cho chị chia sẻ những dự án sắp tới của mình. Trong các buổi fan meeting đó thì Hằng cũng có chia sẻ là trong năm nay thì Hằng sẽ ra một cái album và cộng với một cái web drama và do chính Hằng và ekip của mình viết kịch bản. Những cái kịch bản đó thì Hằng nói về những cái vấn đề của xã hội, tại vì ở cái thời điểm hiện tại thì Hằng thấy có rất là nhiều vấn đề mà mình cần phải lên tiếng, mà Hằng thì lại không thích lên tiếng kiểu ở trên Facebook để tranh luận, rồi cái đó nó không mang lại hiệu quả cao, mà nó mang đến là cái sự tương tác nó không có tốt, và nó không mang đến một thông điệp là truyền cảm hứng cũng như là kêu gọi mọi người là hãy đứng lên vì cái thông điệp đó. Và chính vì thế Hằng làm cái web drama để nói về ấu dâm, để nói về cái vấn đề xã hội như Me Too, những cái vấn đề đó. Và cái vấn đề Hằng nghĩ là chỉ có phim ảnh thì nó mới tác động nhiều đến con người của chúng ta. Dạ, em cảm ơn chị. Ok, cảm ơn chị.